xin có mặt. Có vụ gì vậy thưa quý anh? Ủa? Dạ. Trốn hả? Dạ đâu có trốn, vụ gì? Gì vậy? Mời. Trời ơi trời, con đâu có uống nổi đâu mấy cha, tội nghiệp con mà. Cái gì con hả? Trời ơi. Ông là con của ông nội tôi chứ con. Trời ơi, anh nói vậy tội nghiệp. Nếu mà tôi là con ông nội anh, không lẽ anh kêu tôi bằng tía? Không. Vậy là phạt. Trời đất ơi, nói chơi chút là bị phạt liền phải không? Rồi thôi bây giờ vậy để cho vui vẻ không. Thôi giờ mời từ trên xuống dưới, từ trái sang phải ha. Mình đi 1, 2, 3 mình vô cái cho nó có không khí nghe. Bắt đầu. 1, 2, 3 vô. Uống xong chuột kêu quá. Ngon quá trời đất. Chú hả? Dạ. Sao nghe thấy để trước cổng để là có ca múa nhạc gì đó mà sao không thấy gì hết trơn. Trời ơi, tôi nói nghe thấy quý vị đang vui vẻ cho nên chưa có dám biểu diễn. Bây giờ nếu quý vị cho phép thì cho tôi được giới thiệu chương trình bắt đầu. Vỗ tay đi. Sao? Rồi, bây giờ thế này. Dạ kính thưa quý vị khách quý vô cùng thân kính. Quý vị là ân nhân của chúng tôi. Nhờ quý vị đến ủng hộ Lai Rai, cho nên kể từ ngày cái quán chúng tôi khai trương tới nay mà vẫn hoạt động dài mà vẫn chưa dẹp tiệm. Đó là cái tình cái nghĩa sâu sắc mà trong lòng tôi mang nặng ân sâu, chúng tôi nguyện ghi khắc mãi ở trong tim, và chúng tôi xem như đây là những dấu ấn không phai. Đã vỗ tay. Kính thưa quý vị, để đáp lại tấm lòng yêu quý mà quý vị đã dành cho bộ quán chúng tôi, ngay từ đêm nay trong chương trình ca vũ nhạc này, chúng tôi không ngại tốn kém đã mời cho bằng được một ngôi sao từ Thượng Hải sang đây biểu diễn. Quá đã. Và kính thưa quý vị, xin quý vị bình tĩnh. Bởi vì đường xá xa xôi mà không có phương tiện di chuyển, chúng tôi phải di chuyển bằng ghe suốt 7 ngày đêm. Và ngôi sao này đang mặt ở trong quán phía sau, vì ngôi sao này đang bị trúng gió và chúng tôi đang cạo gió giác hơi. Và sau đó thì ngôi sao này sẽ biểu diễn. Chúng tôi đã tranh thủ bồi dưỡng ngôi sao này bằng 5 giác mì và 2 tô hoành thánh. Dạ kính thưa quý vị, và chương trình này xin phép được bắt đầu. Xin quý vị dành một tràng vỗ tay dành riêng cho ngôi sao Lý Xí Sơn. Quá đẹp, đúng quá đẹp. Từng muôn qua ý đang tươm bay, như thắm hơi mềm nồng tay từng sai 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 sai. Nhìn qua la tú xinh quá lạ, mừng mong nước ái bình, một nhà một mình hôm nay vui đời qua vui 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 vui. Em chồng ghen nữa đi, cho quên hết lối đi. Khi uống xong tinh tiền rồi cho thêm thì mới đi. Chúng ta cùng say. Trời đất ơi, bà chủ quán. Chủ quán đâu? Đồ trời ơi, ngôi sao điện ảnh gì đâu mà bà chủ quán gì vậy? Đồ lừa đảo. Quý thầy, quý anh đừng có la rầy tôi tội nghiệp. Sao? Bây giờ tình thật phải nói cho rõ. Cái ngày mà chúng tôi đón cái ngôi sao Lý Xí Sọn á, đi bằng ghe. Nhưng mà giữa chó giữa đường cái ghe nó vô nước, cho nên sợ chìm cái con ngôi sao này không chịu đi. Bây giờ lỡ giới thiệu cho nên buộc lòng tôi đưa vợ tôi là Lý Xí Muội. Trời ơi, cái này xí gạt Xí Muội vậy. Tha thứ giùm. Thôi đi ơi, tao lấy rượu ra đây. Trời ơi trời, làm mất vui tên. Thôi chép cái chuyện đó đi. Để bây giờ ra đây tôi kể cái chuyện vui cho mấy bạn nghe. Tôi kể về chuyện vui cái huyện này. Cái huyện này nó có nhiều cái nhất lắm. Sao nói đi. Cái nhất thứ nhất là ông huyện này ăn hối lộ nhất. Đúng. Cái nhất thứ hai đó là như vậy mà dân cái huyện này nó khổ nhất. Đúng luôn. Cái nhất thứ ba đó, vậy mà ông huyện này ông vẫn ngồi cái ghế đó lâu nhất. Thôi Quỳnh ơi, đừng nói ba láp hoài. Tay dắt mạch rừng đó, ông nghe được đó là khổ đó. Gì khổ, sức mấy sợ. Nói chứ sợ. Nói cho tới tay vua mà. Có vua đây cũng vẫn nói như thường. Ông vua ơi, ghen quá ha. Ông ở trên cao, ông làm ơn ngó xuống để thấy cái nỗi khổ của dân ở đây đây nè.
Trời ơi, huynh ơi, nói ông vua này còn tệ hơn nữa. Sao huynh biết? Nói ông già lắm rồi. Năm nay ông gần 80 tuổi, ông đi đâu có nổi, ngồi chỗ không à? Bậy. Ông mới bốn mấy năm mươi vậy cha ơi. Sao huynh biết? Nhưng mà đẹp trai lắm. Ngặt có nổi là có một mắt à. Ông vua không con mắt à. Chết cô ngạn à. Ôi rót rượu đi. Cứ dám ra đường lắm. Tối ngày trong cung không trời nè. Trời ơi hết rượu rồi. Chủ quán đâu? Dạ. Trời ơi kêu đem rượu ra tự giờ không thấy nằm luôn đâu vậy? Dạ ngài cần gì à? Rượu. Rượu. Trời đất ơi. Cần rượu phải không? Thôi bây giờ vậy cho tôi xin phép được trình bày với quý ngài nha. Quý ngài đã đến đây từ sáng sớm bây giờ khuya rồi. Quý ngài dùng cũng hơi nhiều rồi. Mà tôi nghĩ rằng quý ngài nên dành cái trật tự, cái yên lặng để cho bà con. Giả lại cái bổn quán hôm nay chúng tôi có hai người khách lạ mà vào đây. Thôi quý vị nghỉ ngơi rồi mai trở lại tiếp được không? Ê. Trời ơi ta nhậu tử bây giờ cũng trật tự, có ai la lối gì đâu. Đuổi theo phải không? Dạ không phải, dạ không phải, dạ không có đâu. Đi về. Dạ dạ dạ. Thôi trước khi về ngài vui lòng cho tính tiền giùm em. Tiền đó, huynh về tôi cũng về luôn chứ ở đây. Tôi vậy? Chưa phá cái quán ông đó là mai đó tiền hả? Giới thiệu là vũ nữ lý xí muội gì đâu mà ra đó đem vợ ông ra đây làm nhát người ta hả? Tiền. Đem con mẹ già khằng ra đây nhát là đi về. Nhét tên hả? Chứ gạt mà từ. Con vợ có cái khăn che mặt mà tôi không yên thân nữa trời ơi. Cái điều này chắc dẹp tiền quá. Con lại nằm chiêm bao giống một thứ. Bởi vì mới lạ. Cái chuyện này lạ thật nè. Nhưng mà con nhớ là lúc ông Tiên cũng hiện ra, ông nói cái gì với con? Để con nhớ coi. Nói sao con? Nói sao? Con nhớ rồi. Ông Tiên nói là nội nhật ngày nay nhà mình sẽ có thiên tử giá lâm. Thiên tử giá lâm. Đúng rồi con ơi. Em mà ông còn nói gì nữa nghe. Ông nói đó là con đó nha. Con sẽ được vua công làm mẫu hậu. Vô duyên nghe. Vô duyên nghe. Nói sao nói đàng hoàng à. Không lẽ ông vua ông rước con gái mình về làm má ổng? Phải đi. Không phải vậy con. Nhưng mà nói mẫu hậu là sao? Con nhớ rồi. Con nhớ rồi. Ông Tiên nói sẽ rước con về làm hoàng hậu. Đúng. Không mà tôi nhớ cái gì đây nè. Nói vậy mới đúng nè con. Thôi hai người ồn quá đi. Tôi nhớ cái gì mẹ có chữ hậu thôi. Ủa mà sao ngộ vậy? Cái vấn đề chữ nghĩa đâu có quan trọng mà cái vấn đề con mình làm vợ vua. Quan trọng là con được làm vợ vua thôi. Nè nè nè, nói cho bà nghe nghe. Vậy á? Biết thì thưa thì thốt, không biết nhựa cột mà nghe. Sao biết? Nghe cái người biết chuyện nói nè. Nào. Bước qua đây. Tao nói nghe coi. Bây giờ giả sử như nếu gia đình này diễm phúc,
mà được vua rước con gái mình về làm vợ thì phải gọi nó là hoàng hậu. Hoàng hậu. Còn bà là má vợ của vua, bà sẽ là mẫu hậu. Còn tôi là cha vợ của vua thì tôi là hoa hậu. Không phải. Cái gì có hậu ở trong này thôi. Nè bà, nếu quả thật điều này là đúng sự thật thì bà hãy lập tức đưa Yến Nương vào trong trang điểm. Tôi ở ngoài này, tôi mở bung cánh cửa để đón người vào, nhưng mà người ấy là ai? Trời đất ơi, tôi không biết rõ mặt mày thì biết làm sao đây nè. Trời ơi, chị em chắc có chị cao thần lên nó máu thần. Là quân chưa cả chạy được cho trở đi. Theo con thì rất dễ đâu khó khăn gì. Con có thấy ai ngồi kết nối duyên tình với con gái của cha thì người đó là vua. Đúng như giấc mơ. Nè, đánh cha cẩn thận sợ sau này ân hận. Con gái của cha gặp đứa thất phù. Có đâu cha ơi, không đánh đi. Ông nói bỏ gì, bỏ miệng là thấy ngu rồi à. Tôi hỏi ông vua, vua ai dám giả dạng, ngu quá. Phải rồi, bị ngu cho nên bị bà dụ mấy chục năm rồi. Thôi được rồi. Nào. Kể từ giờ phút này, ai mà bước vô quán này tôi coi người đó là vua hết. Không. Bây giờ bà hãy đưa Yến Nương vào trong trang điểm cho tôi. Trang điểm, trang điểm. Chưa có nó vào trong trang điểm. Kể từ giờ phút này ai bước vào đây đều là vua cả. Có thiên tử và lâm vua chết. Không lẽ tới đâu sao? Trời đất ơi, nếu như vậy thì trời đất ơi. Quang, bước vô đây là đói muốn xỉu rồi. Quang. Dạ. Dạ quán đây. À. Dạ thưa. Dạ thưa, dạ bẩm. Dạ bẩm, dạ thưa. Dạ thưa, không biết phải gọi ngài bằng gì cho nó phải đạo. Tùy. Dạ. Muốn gọi vua thì gọi, kêu chúa thì kêu, bằng không thích thì mày tao mi tớ gì cũng được. Không được vậy đâu. Dạ kính thưa ngài, dạ tôi muốn hỏi là cho nó kỹ lưỡng vậy mà. Bây giờ nếu tôi đoán không lầm thì ngài đừng có nhiều chuyện nữa. Ông là chủ quán, khách vô quán thì ông hỏi dùng cái gì, ăn cái gì, uống cái gì. Ôi sao mà nhiều chuyện quá. Dạ. Dạ cái chuyện đó thì tự nhiên rồi. Dạ kính thưa ngài, dạ thưa ngài muốn dùng chi à? Dùng chi à? Dạ. Ta muốn ăn sao trời và uống nước sông Ngân. Có không? Sao trời? Ừ. Và nước sông Ngân. Đúng. Có luôn. Dạ có. Dạ. Nhưng mà cái món này là phải đi chợ mất nhiều ngày tháng lắm. Ta sẵn sàng ngồi đây chờ cho suốt hết ngày hôm nay. Dạ không phải ngày hôm nay mà phải nhiều ngày, nhiều tháng mới có được của ngài. Bộ món ăn đó xào nấu cầu kỳ dữ lắm, sao mà chờ đợi lâu dữ vậy? Dạ bẩm thưa ngài, không có xào nấu cầu kỳ bao nhiêu. Ừ. Nhưng mà muốn mua cái món đó là phải đi tới cái chợ. Chợ gì bán mấy thứ đó? Dạ chợ trời. Chỉ chợ có chợ trời mới có mấy cái thứ mà ngài yêu cầu. Dạ. Muốn biết cái chợ trời đó hả thưa ngài? Là phải bắt thang lên tận chín tầng mây mới kiếm được sông Ngân và hái được sao trời. Đúng là kẻ tham lạng còn người nữa cần. Ta phục tài điểm luận của ông. Dạ tôi chiều khách hàng vì đó là nghề nghiệp, nhưng mà tôi cũng nhìn ngài không phải là kẻ quê mùa thường dân mà là một đấng giàu sang. Ta có lúc vinh lúc nhục, tối nắm trọn vàng sạch sáng lại trắng tài. Khi ngủ chợ ngủ đình lúc ngân hưởng ngài vua. Tại tánh ngài ưa thích chu du, thích hòa mình trong thiên hạ nên thân rộng mới khổ cực. Kiếp tầm phải dương tơ, đó là định luật mà đất trời đã sắp đặt. Nếu tôi đoán quả không lầm thì ngài đây sao? Ngài đây cũng có lúc lên ngôi thiên tử. Đúng. Ta nghĩ tới nghề nghiệp của ta, ta đã từng lên voi xuống chó, mà tội nghiệp cho cái nghề bạc bẽo xương ca. Mới đêm qua ta khoác áo nhà vua, sáng trở lại đem lông bào đi bán. Chủ quan nè. Dạ. Không nói dâu gì chủ quan.
Dạ. Xứ sở của ta ở Tô Kinh Đô lắm. Dạ. Ta đi chu du rồi, cái ăn chơi quá nên nó hết tiền rồi. Dạ. Đồ đạc thì cầm bán hết trơn hết trọi. Dạ. Còn có một món một thôi, ta nhờ chủ quán giúp ta nha. Thôi đừng có cầm bán gì đâu, để tôi lo cho được mà. Trời ơi, ông làm cái gì mà rồi. Đây, có cầm được thì cầm dùm. Dạ. Cho ta, bán được thì bán dùm cho ta. Đây nè. Long Bào, thiên tử Gia Lâm, bệ hạ vạn vạn tuế. Nó còn cái áo này thôi đó, bây giờ ta chỉ cần đổi lại cho ta bằng một cái bữa ăn thanh đạm là được rồi. Dạ. Chủ quán ơi. Dạ. Tự nhiên ta chóng mặt quá. Dạ, chủ quán. Dạ, dạ. À, ta nói dữ lắm đây. Rồi đó nghe chủ quán. Bệ hạ ngồi đây nè, nghỉ nha. Đi đổi đi, đi. Dạ, cầm. Dạ. Đi kiếm cho ta đây. Đi. Bệ hạ ngồi đây. Dạ, bệ hạ ngồi đây. Bệ hạ ngồi nghỉ nghe. Trời ơi, bệ hạ mệt mỏi quá rồi. Bà ơi bà. Ai? Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Dạ, bà đưa sửa sửa mà làm gì kêu bà vậy trời. Đúng cho nghe nè. Trời. Thiên tử Gia Lâm. Vua đó quỳ xuống tung hô dạng bê. Vua đó hả? Vua đó. Trời ơi, vua mà gì đó, ông nghĩ sao vậy? Tôi nói cái mặt cha này đó hả, cao lắm, giờ vua khiên tiểu. Nói bậy bạ, bước đầu bây giờ. Cái bọn gì nữa? Không tin phải không? Hả? Đây nè. Vua mày xấu quách vậy? Tức quá mà không biết cái gì. Vậy không? Trời. Đây nè. Hả? Bà có thấy gì không? Lóc màu nè. Tôi thấy gì đâu? Vua, 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 chứ trên đời tôi chưa từng thấy một người nào mà đẹp như gì. À. Trời ơi, tướng gì mới là tướng vua. À. Còn tướng ông là suốt đời là chủ quán. À. Trời ơi, vua tới rồi. Ở phải không? Đi, à, bây giờ vậy vậy nha. Bây giờ ở đây coi chừng vua nha. À. Tôi đón quan Nguyễn Y tới bắt mặt cho vua nha. Cũng vậy. Rồi tôi cho quan Nguyễn thấy nha. Ừ. Ôi trời ơi, đi, đi. Vua tới, vua tới. Đi, đi, ông ơi, tôi sẽ là mẹ vua, mẹ vua. Đi, 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 đi. Mừng quá. Quan của ông nuôi đà điểu hay đại bàng mà nó hót kỳ vậy ông? Dạ bẩm thưa ngài, không có đà điểu đại bàng mà đó là con lật đật đó. Tôi khổ nó mấy chục năm mà nó lăn xăng lấy xích rồi chứ nó không làm được gì nên chuyện rồi giờ kiếm chỗ nó ngủ á. Con gì làm ta ăn. Bệ hạ nghĩ đi nghe bệ hạ. Để rồi tôi sẽ đích thân đi chợ tôi mua món ăn ngon về cho bệ hạ nghe. Bệ hạ nghỉ yên nghe, đừng leo lên đây nằm nó sập nghe. Nửa trên nửa dưới vậy đi nghe. Kể từ này phút này cái quán này là nội bất nhập, ngoại bất xuất. Nhưng mà nội bất nhập còn ngoại phải xuất. Bởi vì ta còn hai thằng khách lạ, lôi cổ nó đi. Rủi ở đây có người thích khách bệ hạ thì mình sẽ lãnh đủ. Oh. Oh. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Nè, đi ra đây. Đi, đi. Bà Bảo đi đâu, đi đâu, đi đâu. Đi, 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 đi. Ta đâu, đi đâu. Bà Bảo đi chỗ khác. Đi, 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 đi đâu. Đi kiếm chỗ trò khác. Đi chỗ quán thì cũng phải nhanh. Bảo anh đi. Đi, 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 từ từ. Đi, đi, đi. Đi đâu? Muốn đi đâu cũng được. Nửa đêm nửa hôm đuổi đi đâu trời. Nhưng mà không thể ở đây. Còn một thằng nữa. Thằng ở đâu rồi? Có chuyện gì vậy cháu hiền đệ? Huynh à, đệ nghe ông chủ quán này nè, buôn bán cắt cổ mổ họng khách hàng. Trời ơi, ông ứng bà hành bây giờ nửa đêm nữa không đuổi khách hàng đi đâu, ở đâu? Huynh phải đuổi mình ra đi ở đâu huynh? Nè, nghe nè hai thằng kia, nhìn nè, biết ai nằm đây không? Ai? Vua đó. Hả? Vua. Không dám tới. Vua. 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 Vua mà xong không ngựa ở tiều tới nằm chè quéo mà trời. Không tin phải không? Không tin phải không? Đây nè, để ta đưa cho bà coi. Đây nè, nhìn kỹ có phải long bào của vua hay không? Là không. Tại sao kẻ đó lại có long bào? Để ta xem coi long bào đó có phải là của vua chứ còn của ai. Ngày rồi cung di giả dạng để di hành, khi vào đến đây thì ngài đã ngất xỉu, té xuống ngã liền khi tôi chưa kịp dọn thôn. Thật thương thao cho một đấng quân vương, vì thương dân lành phải vất vả lang thang, xó chợ đầu đình thiếu ngủ quên. Tôi là lương y có thuốc gia truyền, ngài sẽ tỉnh liền nếu uống thuốc của tôi. Chủ quan, ông hãy vào trong để cho ta chẩn mạch cho thiên tử. Mặt hoa da phấn, dáng mộ khôi ngô tướng tú, có thể chấp nhận là lương y. Còn mặt này giống lương đồ á,
Tôi không bình lòng ông nha. Không sao. Bây giờ vậy đó, tôi cũng nhờ lương y giúp đỡ giùm cho bệ hạ. Để tôi ra tôi mua mấy món ăn về, có gì mấy ông lương y hưởng sái ghen. Bệ hạ nằm nghỉ cái bệ hạ. Có lương y tới rồi, bệ hạ có với nhau giúp đỡ rồi. Mời hai lương y tự nhiên nghe. Tôi ra ngoài chút xíu nghe. Và mua tôi, ta đã dặn hiền đệ đừng kêu ta là vua là chúa, trong khi ta đang giả dạng di hành để thăm viếng Lê Dương. Tại sao hiền đệ quên hoài vậy? Dạ đệ xin lỗi huynh. Mới hôm nào đây còn làm vua làm chúa, mặc lông bào chễm chệ ngồi trên ngôi thiên tử, mà bây giờ co ro như vậy, không cơm ăn cho nên ngất xỉu hôn mê. Huynh ơi, đói non rách rưới mặc kệ hắn, làm gì mà huynh phải động lòng trắc ẩn? Ai biểu hắn á chọn chỉ cái ngày bạc bẽo sướng ca, rồi bây giờ phải đem lông bào đi cầm đi bán nữa. Huynh coi đó. Phải mà, ai bảo nhà ngươi ham làm vua làm chúa mà chi, rồi bây giờ đem lông bào đi cầm đi cũng như ta. Ta làm vua chúa mà chi để đêm lòng xót lên chân. Hơn một tháng nay ta rời bỏ hoàng cai vàng, ta đã gặp không biết bao nhiêu là duyên nhân tình. Bởi ta không mặc áo vua, không ngồi trên xe tuấn mã, không ngự râm quân hò reo trống chiên rầm rộ, nên không biết ta là vua mà vạn tuế ngôi trần. Ta cũng đang chơi cùng hòa mình vào cuộc sống, khi còn tiền cáo cực khổ như huynh. Dẫu gặp lúc thập tử nhất sinh, huynh vẫn cắn răng lần đổ không chịu lấy là bỏ. Ơi, đôi qua mà để sao à, nói chuyện không? Với ai nói hoài vậy Quang? Hãy vào trong coi còn cái gì ăn đó, cứ đem ra cho hắn ăn đi. Huynh à, nhưng mà chủ Quang, lông bào của ta có ban được hay chưa? Cầm thế gì cũng được mà, đổi lại một bữa cơm thôi mà sao ông nhiều chuyện quá. Ông còn ngồi đó rồi ông như ông vua vậy hả? Ông đừng hòa thượng vạn tuế, vạn tuế xin tha tội cho kẻ ngu dân. Nhà ngươi còn nhớ đến ta? Dạ muôn tâu và thần nhớ chứ. Thần vào trong đó hát được hoàng thượng ban thưởng mà không nhớ sao được. Đứng lên đi, nhà ngươi vô tội, đội ơn thánh thượng. Mình tạm xa nhau. Ngươi đã từng làm vua nắm trọn quyền thiên tử, đã là con trời thì ngươi sợ chi ai? Dạ trời con cũng còn có trời cha, con trời cũng còn có cha trời, không sợ sao được bệ hạ. Nhưng mà muốn tâu bệ hạ, nếu mà thần có được làm vua làm chúa thì cũng là do mấy gã thầy tuồng thôi, nên xin bệ hạ tha thứ tội cho thần. Còn nếu muốn giết thì giết mấy thằng cha soạn tuồng soạn lớp. Ta không bắt tội ai cả. Dạ. Tại sao ta giết những người đem cho ta niềm vui bằng tiếng nhạc lời ca? Nếu không có những người như các ngươi để tô điểm cuộc đời thì cuộc đời này trở thành vô vị. Dạ nhưng muôn tâu cũng có những vở tuồng đem quân vương ra làm trò chế giễu giữa nhân gian. Tuồng nào đâu?
Tại sao ngài ta dời gánh hát ngươi vào cung, các ngươi không hát cho ta xem tuồng đó? Dạ, vô cung mà hát tuồng đó là gánh hát của ông bầu xuống Diêm Vương mà ở. Còn thân phận kép chánh như hạ thần thì không có cái đầu để đổi nón mà muốn tâu bệ hạ. Tuồng gì vậy Khanh? Dạ, đắc kỷ trụ dương. Tuồng này phê phán một ông vua vì ham mê nhan sắc mà phế bỏ cả giang hà xã tắc. Bây giờ ngươi hát một lớp trụ dương, ta xem coi như thế nào. Đóng vai đó chắc nhà ngươi rành hơn vua. Dạ muôn tâu. Bây giờ ngươi, dạ vai trụ dương là vai kép đập, mà hạ thần là kép chánh, chuyên đóng vai trung chứ không có đóng vai nịnh. Vậy là chắc ngươi đóng vai một người yêu nước vừa rồi, dám vào hoàng cung đi hành thích trụ dương. Dạ muôn tâu. Thần đóng vai một lão trung thần, đột nhập vào hoàng cung, chỉ thẳng mặt nhà vua mà mắng rằng: hỡi tên hôn quân, tại sao ngươi vì ham mê nhan sắc mà ngươi dám phế bỏ giang sơn, lại còn thuế nặng xương cao? Ta thay thế lê dân mà đập chết hôn quân, chết nhà ngươi nè. Ôi trời ơi, ơi trời, để làm cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Để nó không ra kịp nó giết huynh rồi. Ôi da, nó diễn một lớp đắc kỷ trụ duyên cho ta xem chứ nó có giết ta hồi nào đâu. Trời đất ơi, vậy là hát đó hả? Trời ơi, có sao không Khanh? Dạ muốn trẹo còn cổ rồi. Có sao không? Đói qua hạt bậy kiếm cơm mà cũng bị đánh nữa sao ông? Này Khanh à, dạ. Đó là Châu Nhật Thanh hiền đệ của ta. Dạ kính chào ngự đệ. Ngự đệ ơi, lỡ bị ngự đệ đánh cái qua mạng rồi, bây giờ ngựa để giúp lại thần, ngựa để kiếm cái gì cho thần lót giả được không ạ? Thôi được rồi, đứng đây nói chuyện với huynh ta. Dạ, dạ. Ta vào trong, ta tìm cái gì ăn. Dạ, đội ơn ngựa để. Vũ đừng có buồn nha. Dạ, không có sao rồi. Tên của nhà ngươi là gì? Dạ, tên chung nhau các rúng của hạ thần là Trần Như Nhậm. Mà đi hát thì ông bầu cũng lấy tên là Dương Chí Hảo để câu khách bốn phương. Dương Chí Hảo. Dạ. Nhà ngươi có muốn theo hầu ta không? Dạ. Không muốn theo ta, tại sao vậy chứ? Dạ, dạ nếu như bệ hạ cho phép thì thần mới dám nói à. Ta muốn nghe sự thật. Dạ muôn tâu, thần không dám theo hầu bệ hạ là vì thần không có quen cái nghề đấm bóp. Cốt sinh ra mang dòng máu phiêu lưu luân lạc, thần mang kiến cầm ca làm cho đời tươi vui, mặc cho thế sự thăng trầm. Thà bữa đói bữa no, không để ai đè đầu cởi khổ. Mình làm mình ăn chứ không gian xin quỳ lụy. Vào cuối ra lò còn gì là danh dự của tuổi thần. Ta khâm phục Khanh là người biết bảo toàn phẩm giá. Chính ta đáng cần tiền nhưng Khanh. Dạ muôn tâu, thần đã nói rồi, dù cho bạc nén vàng kho, bệ hạ cũng không mua chuộc được thần bằng bá vinh quang. Nếu bệ hạ có thương thì xin hãy trả tiền nghệ thuật. Hồi nãy tôi làm trò chứ tôi chẳng có ngửa tay xin. Mồ hôi này đổ ra là để đổi lấy tiếng cười. Nếu bệ hạ muốn xem thêm thì tầm lấy nhá thêm tơ sầu. Ôi cao quý thay một kẻ có thâm hồn, làm vua chúa mà ta thèm có cuộc sống thân. Vậy tấm đề nghị với Khanh, nếu Khanh thành lòng chấp nhận thì ngôi thiên tử ta sẽ dừng lại cho Khanh. Dạ, dạ. Khanh nói với trẫm là Khanh không quen vào cuối ra loạn kia mà. Thì ta nhường Khanh ngôi thiên tử thì tại sao Khanh lại từ chối? Dạ muôn tâu bệ hạ, thần cũng lớn dữ lắm rồi, thần cũng dày dạn phong sương ra đời nhiều năm lắm rồi, thần đâu phải là đứa trẻ thơ mà bệ hạ xí gạt hả thần? Dạ.
Dương Chí Hạo. Dạ. Ta nói thật tình mà. Dạ, nếu bệ hạ nói thật tình thì bệ hạ nói như thế này quả mai còn có lý nè. Có nghĩa là trong lúc bệ hạ di hành để xem nhân tình thế thái như thế nào, bệ hạ cần có một cái người nào đó giả làm bệ hạ, làm một cái tấm bình phong để bệ hạ nép mình sau đó để xem dân tình sống như thế nào. Và nếu đúng như vậy thì Dương Chí Hảo này sẽ vì bệ hạ mà làm vua một ngày. Khanh là một người nghệ sĩ có tài và đúng mực thông minh. Vậy kể từ giờ phút này, Khanh trọn quyền thay ta làm thiên tử. Thần xin phụng mạng. Cầu xin tổ nghiệp phò hộ độ trì con đóng vai vua trọn một ngày hôm nay. Khanh hãy mặc áo vàng. Đi. Nói chuyện cho đàng hoàng, phải mời mọc đàng hoàng á. Đẩm không có thích cái nói chậm đó, nghe chưa? Ê, sáng mông quân lên đâu bây giờ? Bệ hạ. Hiền đệ. Trời ơi, làm vua mà bị hù hoài bệ hạ ơi. Được. Hiền đệ, nên nhớ rằng kể từ ngày nay, chúa thượng đây có quyền. Khi phan xuống, anh em ta đừng trách câu lỗi thần. Ta là thượng đại phu theo thánh quân hầu cận ngươi chức nhỏ, hạ đại phu bổn phận nhau cùng hoàng hầu. Xin kính dân thánh hoàng con giới canh sẵn sàng, ta thử một vài tô lộn xộn chết nghe chưa. Mời mời bệ hạ dùng cho sơn hào hai vị. Xin xích ra anh dùng đi. Tôi quanh lén lắm rồi, sau lưng ta đỡ không được rồi nè. Em nước mắm ra coi. Đi lấy nước mắm. Cười cái gì? Vô lấy nước cho ta uống nhanh lên. Để đó. Rồi để cho nó. Nước đây bề. Để đó. Vô lấy khăn chùi miệng cho sạch sẽ coi. Cười nữa. Vô lấy tâm sữa răng coi. Đứng đó hầu hai bên đi. Chàng ơi, chợ mua gì tan hết trơn, không có món nào để mua về cho bệ hạ dùng. Ê, bệ hạ ăn cơm hả? Ý, bệ hạ ăn cơm với nước tương hả? Ý, bệ hạ mắc nghẹn hả? Yên Đường ơi, Yên Đường. Dạ. Trời ơi, ra đây gấp đi con ơi, lẹ đi con, ra đây dạ, đây. Dạ, con ngay. Nhanh lên, nhanh lên đem cho nước ở đây cho ba. Nước này cha. Ồ, đồ. Bệ hạ ơi, bệ hạ mắc nghẹn dùng đỡ chén nước cho nó hạ xuống rồi bệ hạ. Dạ, nghiệp quá trời đất ăn nước tương không như nè thôi. Mắc nghẹn là tại ông đó. Dạ sao à? Ta ăn mà hỏi quá trời, ta trả lời không kịp, ta mắc nghẹn đó. Dạ. Cứ vậy hoài. Ôi ôi, đẹp dữ trời. Ai vậy? Nhỏ này ai đây? Dạ vương tâu bệ hạ, đó là con gái cưng của kẻ hạ thần. Gái dạ, của ông hả? Dạ nó tên là Yến Nương. Cha quỷ mà đẻ con tiên nha. Tôi thấy tôi đẹp lắm mà sao tự nhiên bắn con quỷ. Dạ. Thấy thương quá à. Ta là vua đây nè. Vua. Quỳ xuống. Cha không có nói với con gì hết trơn á trời. Trời ơi, quỳ xuống, quỳ xuống. Dạ, tiên nữ là Yến Nương xin ra mắt bệ hạ. Đứng lên đi, thấy quỳ thấy thương quá. Có chồng chưa hay còn ở gia? Thưa bệ hạ. Ôi dạ. Đừng có xía vô chuyện của ta. Dạ muôn tâu bệ hạ, để kẻ hạ thần nói nó chắc ăn hơn. Nói đi. Hai ông này nói chật lắc à. Sao? Dạ thưa bệ hạ, con gái của kẻ hạ thần bình tước chưa có người bắn sẻ. Bình tước chứ? Ủa đó là cái gì ạ? Thưa bệ hạ, chưa có người bắn sẻ là còn nguyên đó bệ hạ. Bệ hạ hiểu không? Còn nguyên tức là nó chưa có bị lủng. Vậy thì ta sai. Không làm chánh hậu. Thượng đại phu, hạ đại phu.
có mặt. Lấy tất cả những lời khai của cô này rồi giữ kỹ đó cho ta, nghe chưa? Điều tra cho kỹ càng, hiểu không? Phụng mạng chủ quan nè. Dạ. Vua mà ăn no là vua buồn ngủ. Dạ. Kiếm một cái phòng sang trọng đặc biệt cho vua nghỉ, hiểu chưa? Dạ, bưng tâu bệ hạ có ngay à. Rồi. Mời bệ hạ lên trên này quẹo trái. Dạ, bước vô. Đại phu, chuẩn bị sầm đánh bạc cho nó ngon lành, nghe không? Nếu không có tiền đó, hông? Chủ quan. Dạ. Mở tủ lấy hết vàng bạc, tiền bạc cái gì đưa cho hạ đại phu ta gầy sầm. Rồi thua rồi ai trả? Ta trả. Trời ơi, bệ hạ được quá. Ta làm vua mà. Dạ. Nghĩ chỗ nào đâu? Dạ buông tao bệ hạ. Mời bệ hạ tiến về lên cầu thang. Lên đây phải không? Dạ quẹo trái vào trong có cái phòng nghỉ. Dạ. Dễ thương quá. Bệ hạ đi khéo khéo để nó sập quá bệ hạ. Dạ. Bị cái nhà bằng gỗ yếu lắm, bệ hạ hơi nặng. Giờ sao? Hồi nãy nói chơi đừng giận nha. Thôi giờ dày nghe. Tôi mời ngài đi ra quán ở ngoài. Giờ này khuya rồi, đây cũng không nấu nướng gì. Ra mình ăn cái quán cho sang hơn rồi mở xong bài. Được. Rồi có gì tôi đưa tiền cho. Nhớ trả nghe. 10 lấy 18 thôi. Thôi đừng nói nhiều quá. Bà ngài dạ. Dạ. Bà muốn là để đi. Dạ bà. Cha ơi, con ở ngoài này sao cha? Nè, con ở lại đây để thượng đại phu lấy khẩu cung. Nghe không? Nhớ. Khai là bình tước chưa có người bắn xẻ đó nghe không? Tức là chưa có chồng hiểu chưa con? Gái cưng cha. Cha. Nè, à, thấy có bộ vua không chịu con dữ lắm rồi đó. Ra là nghe con. Vì sao nàng tuyệt vọng khi chốn cung vàng còn thiếu bóng một giai nhân? Không phải tôi sợ vua có chánh cung còn bắt tôi làm thứ hậu, mà tôi chỉ ê chề ngao ngán vì tin tưởng ở một giấc mơ. Tôi mơ thấy rằng thiên tử là một người phong nhã hào hoa, tuy không đẹp như Tống Ngọc Phan An, nhưng mà tôi đã vừa ý với người trong giấc mộng. Nhưng sự thật phũ phàng đã làm cho hồn tôi chết điếm. Quân vương gì đâu mà nhân cách còn thua kém hơn là một kẻ phàm phu. Nàng không được phạm thượng mà mang tội ghi quân. Nàng nên biết rằng vua đã ngự trong quán này, và vua đã chọn nàng làm chánh hậu. Phải, vua đã ngự trị ở đây và đã chọn tôi làm chánh hậu. Nhưng tôi chống lệnh tiến cung dù có đồng đến quay trời. Thần linh báo mộng thư sơn phấn điểm tô, chạy thuốc từng kẻ tóc đường mê, sợ mình già mình sợ vua buồn tình vua không sao động, mà lỡ đường thu thêm vui tiếc. Thương đại phu ơi, thương đại phu có cách nào giải cứu cho tôi không? Ông cứu tự đó, tôi xin ngập danh kết cỏ. Nhưng mà thôi, giấc mộng đã không thành thì tôi còn ước mơ làm gì nữa chứ? Yến nương ơi, làm sao tôi cứ chết được nàng đây? Bởi tôi không phải là một gì thiên tử. Nếu trong tay tôi có quyền quý vua chúa, tôi cũng sẽ chọn nàng làm hoàng. Ở ông tớ bà Nguyệt đã xe xong, dù muốn dù không nàng thì bước lên kiều ngọc. Về đêm hoàng cung tôi sẽ tìm cho nàng lối thoát, nếu nàng không nghe lời tôi sẽ ân hận suốt cuộc đời. Vậy sao ở đây người không giải thoát cho tôi? Về đến hoàng cung
sớm vòng tay huynh dương qua càng nhiều. Tôi có còn gì để đền đáp nàng? Đừng lo, tôi sẽ tìm cách giải thoát cho nàng. Giải thoát cho tôi? Nhưng trước mắt tôi biết gửi nàng cho ai bây giờ? Thì gửi cho tôi. Kìa, yeah, ông bạn. Gửi cho tôi là ăn chắc chứ có lo lắng. Ôi thật là may mắn, vui sướng biết chừng nào. Thành một giới ân nhân, người mà tôi gặp ở lắm nào. Đã giúp tôi bàn quán cái thông. Nếu không có ân nhân. Trời ơi, người làm tới thượng đại phu thì hiểu sao không đã. Mà sao lại không đúng đất như thế? Thì sao mà tôi đến là vậy mà tôi đâu có thể. Mới quen nhau tôi đâu có dám sâu sàng tự xưng là đại quan. Kể từ khi kia bay vàng giùm đây nè. Ôi cảm ơn ông bạc. Cảm ơn bạn nhiều lắm. À, tráng sĩ ơi, thượng đại phu mà cũng cầm đồ nữa hả? Ở đâu kìa? Cầm chứ sao không cầm. Đôi khi vua chúa còn cầm bán cả gian sang nữa kìa. Tôi là thượng đại phu thì cầm quần bán áo là chuyện bình thường. À, ông bạc. Chỉ vì một bộ đồ không đáng giá mà nhọc công ông bạc. Tôi ái ngại vô cùng, bây giờ ngồi đây uống với tôi chung rượu. Tôi qua đây tìm quân đi trả lại bộ đồ, không phải đi nhận vài tiếng cảm ơn lạc lẽo vậy đâu. Không, tôi cảm ơn thật tình mà ông bạn. Thật tình? Nếu quân nói thật tình, sao quân không rủ tôi đi theo? Ông bạn theo tôi làm gì? Để khắp nẻo đường hồ hải phiêu lưu. Có quân, có tôi, có bầu, có bạn. Để không hiểu vì sao khi rời khỏi Lâm Thao rồi á, thì lòng để bắt đầu xao xuyến. Thương thì cũng không hẳn là thương, mà nhớ thì cũng không hẳn là nhớ. Mà thâu đêm suốt sáng để cứ mãi ngơ ngẩn bâng khuâng. Nhớ thương huynh như nhớ một nhân tình. Ước gì mình là gia nhân dân hiến trọn tình xuân. Nếu người là giai nhân khó tránh khỏi ghen thường. Nói gì vậy là nàng đã yêu thiệt rồi sao? Không, tôi với người chỉ là đôi bạn tâm tình, chưa có tính chuyện vợ chồng. Chưa tính vậy thì không sao. Ông bạn này, nàng đang có chuyện buồn đau, nhờ tôi đây che chở cho nàng. Để đã rõ một ngày nên luôn giúp giùm huynh. À vậy à. Huynh hầu cần đích vua, khó mà giải quyết cho nàng. Vậy huynh hãy nói với vua rằng tôi là chồng sắp. Tôi không bằng lòng như thế. Tôi không phải hạng lá gió cành chim. Tôi với người chưa biết nhau. Đừng nói là không. Chịu tôi. Yến Nương à, thay vì lời trách móc vừa rồi, tại sao nàng không dùng lời tiếng cảm ơn hiệp sĩ? Nếu mà Yến Nương muốn chống lại lĩnh tiến cung thì phải nhận hiệp sĩ này làm ý trung nhân, thì tôi mới có đường cứu gỡ chứ. Tôi phải nhận tráng sĩ đó làm chồng hả? Phải. Bộ không được sao? Chồng giả. Được lắm, được lắm. Chồng giả chứ không phải chồng thiệt, là đừng sợ. Không sao, ông bạn mà có thiệt thì cũng tốt, có sao đâu. Dạ. Trai tài, gái sắc, gần gũi nhau, lửa gần rôm lâu ngày, nó cũng
Nè, tôi nói cho huynh nghe nha. Tôi không phải là cái hạng người như vậy đâu nha. Tôi nói cho huynh nghe, tôi thề á, nếu mà tôi có cái gì với Yến Nương á, cho tôi... Ông bạn có cử chỉ rất là lạ lùng. Làm gì? Bây giờ tôi hỏi sao? Bây giờ như vậy như là sao? Như vậy như là huynh không có tin tôi. Như vậy là huynh ấy Yến Nương thật rồi phải không? Thôi bây giờ nếu không tin tôi đi. Khoan, tráng sĩ đừng giận, bớt giận đi tráng sĩ, ăn thua tôi mà. Tôi chịu. Cô chịu nhưng mà tôi không chịu. Trời đất ơi, cái ông này chưa gì mà làm như là ông ghen hay gì á. Quên đó không có nhầm nhè gì hết trơn á, ăn thua tôi nè. Bây giờ tráng sĩ ngồi đây. Không có nhầm nhè gì hết trơn á. Tráng sĩ chờ em chút ha. Quên sao kỳ cục quá à. Vừa rồi Quên vừa khuyên tôi làm người tình hợp với tráng sĩ, tôi đã nhận lời. Bây giờ Quên lại phụ lòng tốt của người ta. Giờ tôi nói Quynh nghe ha, Quynh hãy vào trong tình trâu với đức của vua. Quynh nói rằng người yêu của em vừa về đến. Thôi được rồi. Ông bạn, ông bạn ngồi ở ngoài này, tôi vào trong chốc lát tôi ra liền, đừng có lộn xộn nghe chưa. Cái mặt ông bạn là cái mặt này là mặt dê. Mặt tôi gì dê đi trời. Nàng nên nhớ rằng đức vua đã chọn nàng làm chánh hậu rồi đó. Trời ơi, Yến Nương, nói nghe nè. Dạ. Thấy chưa? Tôi vừa quay lưng đi là đã hai người nắm tay rồi. Trời đất ơi, người ta nắm tay để người ta dặn dò. Khi nào mà gặp đức vua đó thì hai đứa tôi nói cho ăn khớp. Nói chuyện đứng xa một chút, cần gì phải nắm tay. Người ta tập thử chứ bộ. Trời đất ơi, người ta vợ, người ta vua, ông vua mà ông làm cho ông vua vậy ông nói. Tập thử. Ở đây nha, đừng lộn xộn. Đúng là cái mặt này là mặt dê. Nàng nên nhớ rằng đức vua đã chọn nàng làm chánh hậu rồi. Biết rồi, quýnh nhau trời. Vua chọn cho ông chọn, sao mà ông làm ghen. Nè, Yến Nương à, mà tôi nói Yến Nương nghe, đừng có lấy mấy ông chồng mà ghen như cục ghen đeo vào mắt vậy đó. Người ta thương người ta mới ghen chứ bộ. Phải rồi, người ta có thương nên người ta mới ghen hờn oán giận. Cũng như tôi nè, tôi cũng ghen hờn vì tôi đã trót yêu. Ý sao mà tráng sĩ đa tình quá vậy? Tráng sĩ quên rằng tráng sĩ mới vừa thề với tôi và huynh ấy, nếu mà có chuyện gì lộn xộn đó thì sẽ chết đó sao? Tôi nói tôi yêu, nhưng mà nàng có biết tôi yêu là ai không? Đó là chuyện riêng của người, làm sao mà tôi biết được? Tôi đã thầm yêu, ước mong sẵn sầu tư vào đôi mắt lệ dòi bóng người đi khuất vàng dưới sương mờ. Cung kiếm trên vai tôi đã từng dẫm nát sông hồ, nay đó nay đây kia trời biển lặng, chưa qua mộng đăng trần đang chẳng dám chờ tình. Nay tôi đã thấy đơn đau, nghe tê dại trong tâm hồn rưng rưng. Tôi đã yêu và yêu cuồng nhiệt, nên mới rời lầm thao theo dõi bóng chân tình. Vậy mà nãy giờ tôi hiểu lầm tráng sĩ chứ. Là ai rồi đây là sinh? Là tôi hả?
tôi đeo đuổi anh như hình với bóng. Khi gặp anh thì tình tôi vỡ mộng, thấy anh âu yếm với người ta tôi nghe đau cả tâm. Ôi một thứ tình thao quê thiên liêng, tình bạn trai với nhau mà thấm sâu hơn tình chồng vợ. Tôi bằng lòng để trang sĩ anh cho, mất mát gì đâu mà tôi sợ. Yến Nương ơi là Yến Nương, anh nói đứng đây nói chuyện nó giống gì vậy con? Giống người. Bà là ai? Bà là ai mà nói hồ đồ quá vậy? Ê, giới thiệu đi con. Chàng ơi, xin giới thiệu với chàng, đây là mẹ của em đó. Dạ xin lỗi, dạ cũng xin chào má vợ. Không dám đâu. Ê cái thằng nhãi kia muốn bay đầu sao mà lạng quả con dê vợ vua hả? Con ơi, em ra đây má hỏi nè, sao nãy giờ gặp vua chưa? Dạ rồi. Là vua nói làm sao? Vua đã chọn con làm chánh cung. Mừng quá. Con ơi, vua chọn làm chánh cung, vậy mà tại sao con hồng vào trong loan phòng hầu hạ làm vua mà đoạt vợ của dân? Tôi đây nhất định kêu nài cho được. Mày là thằng nào ở đâu vào đây ăn nói lan man? Tao đập bể đầu sẽ không có nơi chơi. Con gì mà cãi mẹ cãi cha mẹ? Mày mà làm được vợ vua, nước nước tiền tổ ông cha, thiên nhân để lại sao mày còn đòi đi theo ý đứa gì? Vua gì mà mặt mày thấy ghê hả? Gặp ra vô mắt chỗ kia nói năng lập lập đúng là ông vua dê. Trời ơi, làm sao mà con không chê? Tại đi tới đây quyến rũ con tao, hay đi cho khuất mặt đường chào ra ngón đồng. Tao cho mày ăn cái cổ mày ở đây. Đến khi gặp được đức vua, xin ông tha mạng thằng này mới yên. Tao không bằng không tôi đại nao thiên cung. Tất cả chủ quán. Dạ. Có chuyện gì? Dạ thằng đó đó là con thích khách vua đó. Thích khách vua? Dạ. Bắt lại. Bắt lại. À, ương ngạnh, hãy coi thiết vũ của ta đây. Nhào vô. Nhào vô. Thôi, chỉ cần nhá sơ qua là ta biết trình độ của người tới đâu. Trời ơi, ta là quan văn chứ không phải là quan võ. Ta thích nói chuyện bằng lời hơn nói chuyện luôn đa. Chủ quán. Dạ. Người báo cho ta là có hoàng đế ngự giá đến đây. Dạ. Ta long trọng đến đây để tiếp rước người, tại sao không thấy? Báo cáo láo. Dạ dạ có, dạ có. Để con lên con coi ông vua mở phòng nào rồi xuống cho quan hay. Con ơi vô. Trời ơi gươm đau không con ơi? Còn ngươi, có phải nhà ngươi đột nhập vào đây để hành thích chúa thượng phải không? Hành thích hay là không thích gì á, một lát gặp mặt đức vua ngài sẽ thấy. Ta muốn nhà ngươi thẳng thắn trả lời trước mặt ta. Để làm gì? Quân, lui ra ngoài. Ta muốn nhà ngươi nói thật đi, để ta thương lượng với nhà ngươi. Thương lượng? Ngài quan quyện nói gì tôi không hiểu. Có gì đâu mà không hiểu. Này nha, đức vua âm thầm đến phủ huyện của ta, mà ta lại không biết không hay. Là đức vua đi dò xét nhân tình, ta là người đại diện cho triều đình, chăm sóc con dân làm tới quan tri viện. Nếu xảy ra chuyện gì nguy hại tới quân vương,
ta là người chịu hoàn toàn trách nhiệm, vậy ta muốn cùng ngươi thương lượng. Nếu ngươi rời khỏi huyện này, ta hậu tả ngàn quan. Trời ơi, tôi chỉ là thường dân trong có chức phận, ông bài trò tôi hối lộ hả? Tiền lo lót cho ngươi đâu có bất lợi bất vốn, cũng của dân ở trong huyện này lo lót cho ta. Tôi nghĩ thật ngược đời làm quan hối lộ cho dân. Ai là tất cả? Chủ quán. Dạ. Có chuyện gì? Dạ, thằng đó đó là con thích khách vua đó. Thích khách vua? Dạ. Bắt lại. Bắt lại. À, ương ngạnh, hãy coi thiết vũ của ta đây. Nhào vô, nhào vô. Thôi, chỉ cần nhá sơ qua là ta biết trình độ của người tới đâu. Trời ơi, ta là quan văn chứ không phải là quan võ. Ta thích nói chuyện bằng lời hơn nói chuyện gương đao. Chủ ác. Dạ. Người báo cho ta là có hoàng đế ngự giá đến đây. Dạ. Ta long trọng đến đây để tiếp rước người, tại sao không thấy? Báo cáo láo. Dạ, dạ có, dạ có. Để con lên con coi ông vua mở phòng nào rồi xuống cho quan hay. Con ơi, vô. Trời ơi, gương đao không con ơi. Còn ngươi, có phải nhà ngươi đột nhập vào đây để hành thích chúa thượng phải không? Hành thích hay là không thích gì á, một lát gặp mặt đức vua này sẽ thấy. Ta muốn nhà ngươi thẳng thắn trả lời trước mặt ta. Để làm gì? Quân, lui ra ngoài. Ta muốn nhà ngươi nói thật đi, để ta thương lượng với nhà ngươi. Thương lượng? Ngài quan quyện nói gì tôi không hiểu. Có gì đâu mà không hiểu. Này nha, đức vua âm thầm đến phủ huyện của ta, mà ta lại không biết không hay. Là đức vua đi dò xét nhân tình, ta là người đại diện cho triều đình, chăm sóc con dân làm tới quan tri viện. Nếu xảy ra chuyện gì nguy hại tới quân vương, thì ta là người chịu hoàn toàn trách nhiệm. Vậy ta muốn cùng ngươi thương lượng. Nếu ngươi rời khỏi huyện này, ta hậu tả ngàn quan. Trời ơi, tôi chỉ là thường dân trong có chức phận, ông bài trò tôi hối lộ hả? Tiền lo lót cho ngươi đâu có bất lợi bất vốn, cũng của dân ở trong huyện này lo lót cho ta. Thôi nghĩ thật ngược đời làm quan hối lộ cho dân. Còn phần ta hai người nghĩ thế nào nếu chuyện này nó đổ bể tùm lum? Chuyện gì? Chuyện hối lộ chứ chuyện gì? Nhà ngươi là ai mà nghe lén chuyện ta? Xin giới thiệu với ngài quan huyện, đây, ông đây là thượng đại phu. Hả? Tay mặt của vua đó. Thượng đại phu? Ừ. Còn tôi hả? Ông muốn hỏi tôi hả? À, tôi không phải là tên thích khách vua như ông vừa lầm tưởng, mà tôi chỉ là một hiệp sĩ giang hồ, là bạn thân của thượng đại phu. Thân nha, thân. À, lại cũng là chỗ quen biết với nhau hết à? Thân lắm. Dạ thượng đại phu, dạ thượng quan có mắt như mù, không biết thượng đại phu, xin thượng đại phu đại xá. Tình cờ ta quan huyện tự tố cáo mình là không liêm khiết. Số tiền mà huyện quan vừa đút lót cho ông bạn tôi đây chính là tiền ông dơ vét dân chúng ở trong huyện của mình phải không? Dạ. Thánh thượng mà biết được chuyện này, cái chức tri huyện của ông khó mà bảo đảm. Dạ. Ông bạn. Dạ. Bữa nay tôi lỡ kẹt tiền, ông bạn mới được huyện quan lì xì cho ông bao đây, bây giờ ông bạn chia tôi nữa được không? Được thôi. Trang sĩ. Nói nhỏ gì? Tiền tôi biếu cho trang sĩ, trang sĩ cứ cất đó mà xài, không cần phải chia chác cho ai hết, mọi việc để tôi lo. Cái này mình tôi với anh. Thượng đại phu, trước lạ sao quen, thượng đại phu cần bao nhiêu cũng có. Dạ đây. Dạ, tôi đâu mất rồi. Rớt nè, chút xíu nữa mất rồi. Dạ. Không, ta đã bảo là ta liêm khiết, ta không nhận hối lộ. Kìa. Trong này bao nhiêu vậy?
và nói tới nói lui của mình thì trưởng đại phu không? Dạ. Đưa ta xem. Có hay con bao nhiêu? Bao nhiêu? Được rồi, ta sẽ tâu lại với đức vua về lòng tốt của huyện quan. Dạ. Bây giờ ông nghe lời ta về nhà kiểm kê tài sản, nhà cửa, ruộng đất của chìm của nổi, rồi đem bản kê khai đến đây cho ta. Cái gì? À, có tiểu thơ tới. Có tiểu thơ tới thì có tiểu thơ tới. Mình làm đi, chạy nhặt đi. Dạ, 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 dạ. Luôn. Dạ, dạ. Tiểu thơ nào vô quan huyện? Dạ thưa, tiểu thơ đó là ái nữ của tôi à. Tôi muốn dâng vì nghe đức vua đang có mặt ở nơi này, cho nên tôi muốn dâng cụ quyền con gái quý của tôi để cho thánh thượng giải sầu khi viếng thăm huyện. Quan huyện được mấy người con gái? Dạ thưa, chỉ có một người con thôi. Để thấy rồi, để thấy, để coi mòi máu huyết của đại huynh không mấy lưu thông à. Mới nghe người ta cái, mới nghe người ta con gái hỏi mấy mấy người. Quan huyện chờ tôi một chút. Dạ. Nè ông bạn, ta có chuyện riêng cần bàn với quan huyện. Ông bạn cảm phiền đi ra ngoài chợ tìm Châu Nhật Thanh hiền đệ của ta về đây cho ta giải việc. Mấy nghe gái cho đuổi đệ đi à. Đó, bây giờ hỏi ai thử coi mặt đầm dê. Mặt đầm dê hay mặt đầm dê? Mới nghe gái cho đuổi đệ đi. Có chuyện mà thôi, đi đi, nghe lời ta đi ông mà ông bạn. Trời, ông bạn thiệt à, tánh tình ông bạn kỳ quá. Nhưng mà đây nè. Được rồi. Đi chút xíu trở lại liền. Quan huyện. Dạ. Từ trước tới giờ quan huyện có biết mặt đức vua chưa? Dạ từ nhỏ tới giờ thần chỉ ao ước một điều là làm sao gặp được mặt đức vua. Thần có chết cũng yên lòng, nhưng mà phải nói rằng chưa bao giờ được gặp. Dạ nghe nói đức vua đẹp trai lắm, nhưng mà có điều này không biết đúng không vậy thượng đại phu? Sao điều dạ gì? Nghe nói đức vua chỉ có một mắt, không biết đúng không? Dạ dạ vậy chắc có ha. Dạ thưa thượng đại phu, dạ vừa rồi qua những lời nói của thượng đại phu thấy rằng thượng đại phu chắc cũng hảo ngọt lắm. Quyền quan hiểu được ta như vậy thì quyền quan cũng biết ta muốn gì rồi. Dạ. Nhưng ngặt một nỗi, ta không phải là vua, cho nên ta không được cái đặc ân mà quyền quan đã ban tặng. Dạ thưa thượng đại phu, nếu bây giờ thượng đại phu đừng bắt tôi kiểm kê tài sản, đừng bắt tội tôi, tha tội cho tôi đi, thì tôi có thể dâng con gái của tôi cho ngài. Quan huyện nghĩ đến phần tôi rồi phần của vua đâu? Quan huyện dạ, quên à? Dạ thưa đâu có quên. Dạ tôi nhớ chứ. Tôi muốn làm một công mà hai việc. Nghĩa là tôi sẽ dâng con gái của tôi cho thượng quan rồi thì mới tới tay vua. Anh vua là mình đầy dấu nhẹm thì làm sao vua biết được? Tôi dặn dò con gái của tôi, ông vua ông ở trên cao, mình là nói sao vua cũng nghe theo. Dầu cho chuyện đời đổi chân hai đêm, vua cũng như thằng thò bị bệnh mất đi đêm. Tội cho thiên tử đã hết niềm tin ở con dân, ngồi trước mà lại phải sao? Vua biết chuyện này nghĩ càng thêm đau. Làm sao vua biết được? Nếu thượng quan đừng nói cho vua nghe, tại cũ lười nhưng mới ta nghĩ tình đời mà ngao ngán làm sao? Dạ thưa thượng đại phu, nếu bây giờ đẹp lắm, đẹp vô cùng. Dạ thưa thượng đại phu, dạ đây là con gái của tôi. Ai nữ của huyện quan ra mắt thượng quan đi con. Dạ, thì thiếu xin ra mắt thượng quan. Nhan sắc này cũng đủ đổi lấy số tiền mà ta định đòi hối lộ với huyện quan. Thượng quan vừa nói gì vậy cha? Thượng quan muốn nói là quan huyện. Dạ. Bây giờ ông phải tạm lánh mặt đi nơi khác. Tôi sẽ nói rõ ràng những chuyện gì tôi cần phải nói với tiểu thơ. Dạ, tôi con. Dạ. Con ở đây phải chiều theo ý thượng quan. Thượng quan muốn gì cũng phải chiều theo. Nhớ lời cha. Thưa cãi cha. Lời là con bất hiếu. Nhớ chưa? Thưa thượng quan, tôi đi chốc lát tôi sẽ trở. Ông đi đi. Dạ.
Cha. Trương Bội Ngọc, nàng có ân hận gì khi phải đem Tiết Trinh mà dâng cho chúa thượng để giữ chức cái chân tri huyện của cha nàng không? Dạ không. Tiền thiếp cần gặp đức vua để nói lên sự thật của tình đời. Những lời nàng định nói với vua, nàng có thể nói cho ta biết được không? Thượng quan ơi, vì chữ hiếu, tiền thiếp không thể trái lời thân phụ, nhưng vì tình, thiếp không thể phụ bạc người yêu. Nàng nói sao, nàng đã có người yêu rồi à? Ta thượng tội ta trừng. Bây giờ nàng hãy theo ta tìm Châu Nhật Khanh. Sao mà bỏ đi đâu hết trơn hết trọi vậy cả? Nóng nực quá. Thượng đại phu hạ đại phu đi đâu mất tiêu hết trơn hết trọi rồi. Dạ có em lúc nào cũng cài cạnh bên vua. Trời ơi, hằng Nga tái thế. Bà là người ta hay là yêu quái vậy? Thôi, em không phải yêu quái mà em là hoa đăng quyên. Mấy nàng tiên cũng không bằng em. Em là bậc mẫu vợ ngài, ý quên giả má ngài. Cái gì vậy? Ủa? Bà má ta hả? Ăn nói bậy bạ, lúc nào cũng nói bậy bạ đẻ ra. Rồi chuyện mưa rồi, cái này mà còn gánh hát là ông bầu cũng chạy gạo chết ông luôn á. Bệ hạ nói gì vậy bệ hạ? Ta nói hỏi gì ạ?
Chuyện của người ta bà hỏi gì vậy? Dạ. Ta hỏi bà là ai là bà đi theo ta hoài, bà thích khách ta hả? Dạ không có. Dạ em qua đi anh giới thiệu. Ừ. Em là vợ chủ quán, tên gọi là Lý Xí Sòn. Bà là vợ chủ quán đi à? Hèn chi không trách rồi chủ quán nó đi ăn chơi cũng uổng. Trời ơi, không dám đâu, chào em nó sợ em lắm, nó không có đi ăn chơi đâu bà hả? Sợ cái móc xì. Hả? Nó vô trong tủ bà, nó lấy hết tiền, nó đi cờ bạc với hạ đại phu của ta rồi. Trời ơi, trời ơi, thiệt gì không, thiệt không vua? Ta nói lao cho tổ nghiệp lấy hơi ca ta đi. Trời ơi, con chết rồi. Em nói thiệt chứ cái gì em cũng tha thứ được hết trơn á. Mà lấy tiền lấy mặt em không được. Dạ em xin phép 5 phút này vua. Em vô tổng em coi. Trời ơi, mất một cái em dòng. Tao là nó chết vậy em. Dạ xin phép vua em vô. Vô đi, vô coi coi ta nói có đúng hay không. Hồ đẹp vô đâu? Ăn mặc là tím rỉ mà vô nói chuyện thấy ghê không? Trả cho bạc bây giờ. Trời đất ơi, hổn hào biết ta là ai không? Ta không cần biết mi là ai hết. À, mi không biết ta là ai. Ta đã nói không cần biết mi là ai. Mi là ai cũng hay kệ mi. Hổn hào như vậy ta phải trừng trị quân bắt. Đại chiến trường ta chạy liền. Giỡn mặt với ta hả? Bắt rồi, bắt thiệt hả? Trời ơi.